Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên đây em có một số dòng lo hàng da băng loại bát 20 và bát 30. Và em đi đến tất cả anh em đều hàng Nhật nha anh em. Hàng bãi nha, này bãi xịn về anh em. Và đầu tiên anh em đó là dòng lo bát 20. Và em đi giới thiệu đến anh em nha. Dòng này là lo Kenwood. Lo Kenwood nha anh em, làm dòng này 3 quay. Này super mid luôn. Để em coi model nó đen phía sau lo nó model gì nha anh em. Cái Kenwood này DG7 nha anh em. Dòng này model DG7 phía sau. Xin em sẽ quay về phía sau anh em xem nha. Và giới thiệu nha, đây là lo chép. Và đây là mít sub mít. Và đây là bass 20. Dòng này gân gỡ thay anh em, gân xin gân. Dòng này về một gân gỡ thay, gân làm lại, lo jean. Dòng thằng 7 một gân anh em. Và đây là lo Onkyo D33X. Dòng này là chép đơm, mít đơm, mũi vàng, mũi vàng anh em. Và này màng thì carbon. Thì bass 20, bass 20 anh em. Gân đã làm luôn. Dòng 7 thì một gân hết. Ở đây thì con là Victor. Con Victor này về mới, đẹp như mới nha anh em. Mezo 50FX. Dòng này 3 quay, chép đơm, mít đơm. Và lo bát 30 nha anh em. Bát 30, gân zin. Này gân vải nha anh em, gân vải zin nha. Cặp lo này đẹp như mới. Và con này thì Dia Tâm DS73D. Chép đơm, mít đơm, mũi vàng. Và này bát 30. Gân này gân vải bị chai nha anh em, gân vải chai nha, dòng Dia Tâm đa số bị chai nha. Anh em này mua về tự làm nha. Và ở đây cũng vậy, Dia Tâm 73D. Dòng AV. Này thì gân vải nha anh em, chai nha, bị chai nha anh em. Nó chai nó cứ ngắt à. Và em ra đây là anh em xem lại nha, dòng này nè. Em bán dòng này anh em nào làm hết thì em bán bao giá rẻ hơn bên hàng bên Chợ Gò, bên Cam luôn. Tại vì này em bán thanh lý cho nó hết. Tại em đang giờ tập trung vào làm dòng lo cao kê anh em. Lo nhạc này em thanh lý. Anh em nào làm hết lô thì em bán hết giá hết lô, bao giá rẻ. Bao giá rẻ nhất luôn. Và em về em quay phía sau anh em, phía sau này nha. Và đây là Dia Tâm 73 DS 73 DAV. Dòng này 6 ôm 25W 80W. Dòng này Dia Tâm 73 DAV. Và ở đây thì con Victor Nezo 50FX. Công suất 150W, lo 6 ôm. Đây phía sau. Này maximum là 300W. Còn ở đây là cái con Onkyo D33X. Dòng này 150W, 50W thường. 6 ôm đến 4 ôm. Dòng hàng da băng. Còn bên đây là cái con của Kenwood DG7. Này bị tem bị gắt rồi, em xuống dưới đây. Goshi DG7. Lo 8 ôm, công suất 90W đến 120W, hàng da băng. Lo bát 20. Rồi anh em nào làm được thì liên hệ em, lo bán bao chạy nha. Bao chạy nha anh em. Giờ e căng đồ đầy đủ. Hàng này thì em ban cho em báo giá rất là đẹp. Rồi anh em nào làm được nguyên lô này thì liên hệ đến bên em. Còn anh em nào muốn mua cặp thì em vẫn bán nha. Mua cái cặp nào bán cặp đó nha. Nhưng mà em ưu tiên bán lô trước nha anh em. Anh em nào chuyên làm lô nhạc thì làm nguyên lô này giá rất là mềm, rất là tốt. Và em kết thúc video tại đây. Anh em nào cần liên hệ, xin chào.